đời cao mà giá phế liệu luôn quý anh chị. 8 triệu thôi. 38 triệu giá rẻ nhất Việt Nam. Em cái này là em khẳng định. Đúng, nha, xe zin. Sao mà rẻ vậy? Hả? Rẻ vậy thôi à? Lâu lâu mua được rẻ mình bán rẻ. À. Chứ bây giờ mua cao thì không thể bán rẻ được, lỗ chết luôn. À, 3 năm không chạy không? Đây nè, chiếc xe nước xăng zin nè. À. Nước xăng zin như mới. Chị nào mà muốn mà về tập tành mua bán xe, đó liên hệ anh Hiếu luôn, chia lại anh chị về bán vẫn có lời nhá. Nên là... thì tất cả các xe đại hạ giá mà, à, phải hạ giá à. Chứ. Chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung ghé Biên Hòa Đồng Nai thì phải nói là ghé một cái bãi xe mà đời cao mà giá phế liệu luôn quý anh chị. 8 triệu thôi. Đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe tải nhỏ rồi nha quý anh chị nha. 8 triệu, nhắc lại 8 triệu quý anh chị. Nên là ngày hôm nay thì em Trung sẽ lướt sơ một vòng và tổng hợp lại những cái bãi xe cửa hàng, và thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào gọi điện vô trực tiếp cái số 0977317268 của anh chị. Thì đây là anh tiện giới thiệu với cô chú anh chị là đây là anh Hiếu, Đồng Nai đó, bãi xe của anh Hiếu. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe nào thì gọi thẳng vô nhá. Nên là ngày hôm nay em Trung cũng chỉ cứ đi lướt sơ thôi và cập nhật mẫu xe anh chị cần video chi tiết gọi thẳng vô cho anh Hiếu đó. Thì rồi, đầu video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Thì cho anh Hiếu đôi lời giới thiệu cho cô chú anh chị. Rồi, ô tô Quỳ Hiếu kính chào quý bà con nha. Hôm nay nhân tiện ô tô Quang Trung từ Lâm Đồng xuống thì hai anh em kết hợp làm một cái clip tổng bãi xe để giới thiệu cho quý bà con để tham khảo, cũng giống như ai có nhu cầu thì xin gọi cho em cái số hotline 0977317268 hoặc là em mời tới cái bãi xe của em. Cái địa chỉ bãi xe của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha. Bên em thì kinh doanh từ tất cả các loại xe từ 8 tấn cho tới 500 kg nha. Tức là em từ 8 tấn thôi, còn trên 8 tấn thì em không có nha quý anh chị. Tại vì em ở trung tâm thành phố mà. Rồi, bây giờ để không làm cái địa chỉ của mình ở đây là đâu anh hả? À, địa chỉ của mình là ngay 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thôi bây giờ làm không phải cô chú anh chị chờ lâu thì theo chân em Trung một loạt thôi. Em Trung sẽ đi từng em và từ 500 kg tới 8 tấn nha quý anh chị nha, từ tải nhỏ tới tải lớn. Thôi bây giờ mình giới thiệu luôn đi, cái xe này, cái xe Isuzu là cái xe này đời bao nhiêu anh? À, cái xe này Isuzu đời 2016, tải trọng là 1 tấn 6, thùng dài là 3m6 nha. Cái này bán bao tiền anh hả? À, cái xe này thì mình bán là 280 triệu nha quý bà con. Cái này đăng kiểm như đăng kiểm mới phải không anh? Đúng rồi, đăng kiểm là đăng kiểm mới, cũng còn 5 tháng rồi thầy. Xe này là đăng kiểm còn 5 tháng nữa. À, cái này nó uống nhiều dầu không? Không, xe này thì nghe nói là cái dòng Isuzu này nó lợi dầu đúng không? Đúng rồi, nói về lợi dầu, bên ngành vận tải thì chỉ có Isuzu là lợi dầu nhất nha quý bà con. Thứ nhất là máy 2.8 mà, hàng của Nhật. Rồi, tiếp tục đây đằng bên này em thấy cái anh Thaco này, hình như cái xe này chắc rẻ lắm phải không anh? Đúng rồi, cái xe này là Thaco Olin, tải trọng là 2 tấn 4, đời 2017. Xe này em vừa mới xét đăng kiểm xong này quý bà con. Vừa mới xét đăng kiểm xong luôn. Tới tháng 9 năm 2024 lận. Tức là còn nguyên một năm trời luôn. Cái máy lạnh đầy đủ hết á. Cái xe tải này mà sao hình như nó chưa sơn dặm, sao nó đang còn sơn zin vậy anh? Cái xe này thì còn nguyên zin 100% đó quý bà con. Đấy, rất đẹp, và chẳng hạn như là đây là những cái dàn rồi tại... báo giá luôn cái xe này cho quý bà con tiền tham khảo nè. Xe này là em bán 190 triệu nha. 190 triệu đời 2017. Tải trọng 2 tấn 4, máy Isuzu máy cơ luôn. À, máy cơ luôn hả? Đúng rồi. Máy cơ thì xài nó đỡ tốn kém. Đây, tiếp tục đây nữa thì em thấy xe này Thaco Omak hả? Đúng rồi. Cái này là cũng Thaco Omak luôn nè. Nhưng mà bên kia là Olin, còn bên này là Thaco Omak. Hai thằng này nó khác nhau cái gì anh? Thứ nhất là cái khác nhau cái đầu cabin và nội thất và chiều dài thùng. Và riêng cái Omak thì cao cấp hơn là Olin. Thì nó phải có cái giá đúng trị rồi của nó chứ, tại sao mà bây giờ anh kia là Thaco đúng không? Nó là Olin, Omak, còn cái này. Mà cái này Olin, hai cái nó phải khác nhau. Đúng rồi, hai cái khác nhau tại vì giá trị của giá trị và chất lượng thì Omak nó vẫn nhỉnh hơn Olin. Đúng rồi. Còn cái xe này thì đời 2014 nè quý bà con nè. Tải trọng là 1 tấn 99, thùng dài 4m3. Như cái con Olin bên này á là tải trọng 2 tấn 4, nhưng mà thùng dài chỉ có 3m7 thôi. Nhưng mà thằng này là được 4m35 lọt lòng nè. Nhưng mà riêng xe này đời 2014.
xe bao rút hồ sơ cho quý anh chị nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu. Giá à, riêng xe này thì để lại cho quý bà con là 178 triệu nha. Đời 2014 hả? Đúng rồi. Đời nếu mà tính ra trăm mấy anh? Máy Isuzu 178 triệu. Vậy thì anh chị mua cái xe này về lấy tính đi chở thuê, chở mướn, đi chở thuê rồi à, năm là phải là gần lấy lại cái xe luôn rồi à. Tiếp tục đây, còn mấy cái xe nhỏ nhỏ này liên hệ mấy cái xe nhỏ nhỏ này đằng bên này thì giới thiệu luôn lần luôn. Đây cái em này Suki đời bao nhiêu đây anh? Suki này là đời 2010. Xe này là thùng dài nha quý bà con. Xe thùng dài. Đời 2010. Cái thùng dài có nghĩa là tại sao cái dòng này em thấy nó một loại sao lại nó có thùng dài thùng ngắn hả? Cái này lưu ý với ô tô Quang Trung với quý bà con luôn. Cái xe này riêng dòng Suki mà đầu ngắn đây nè là nó có hai dòng, một dòng là thùng dài, dòng thùng ngắn. Riêng dòng thùng dài là 2m2 mà dòng thùng ngắn là chỉ có 1m8 thôi. À, tức là trong nhau 40 phân. Này nó tưởng đâu là một loại thôi mà nó có cả hai loại. Đâu có, đúng rồi, hai loại. Cái hai thằng đó nó có chênh lệch nhau nhiều tiền không? À, chênh lệch nhau thì tầm mười mấy 20 triệu thôi, mười mấy triệu thôi, tại vì thùng dài hơn thì công năng nó sử dụng được tốt hơn, nhiều hơn. Giá. À, xe này đời 2010, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè. Xe này 98 triệu nha quý anh chị. Rẻ vậy thôi hả? Thế thôi. À, cũng không rẻ đâu. Đây, chẳng hạn nhưng mà xe cực kỳ chất lượng. So với lại một em Thaco đầu dài, cái này gọi là đầu dài hả? Đúng rồi, Thaco Towner đầu dài. Thì cũng đầu dài với lại cái em Suki Pro thì thấy rằng Suki nó rất là mắc tiền, nhưng mà so với anh chị lựa chọn chẳng hạn như là cái xe này về này kiếm cơm này, nhanh lấy lại vốn này với một cái xe Thaco này. Cái xe này nó đời bao nhiêu hả? Cái Thaco Towner này là đời 2017. Tải trọng 990 kg, thùng dài là 2m6. Mà riêng cái thùng này là có điều đặc điểm, cái đặc biệt nè ô tô Quang Dung. Này là mở cánh dơ được hết nha. Coi luôn. Cái này là bây giờ nó nằm ở trong kẹt cho nên không có mở trong được. Kẹt hả? Muốn mở thì đấy mình phải đánh xe ra chỗ rộng. Cái cánh dơ là coi như là xòe cả hai cánh ra này. Đúng rồi, xòe cả hai cánh ra để bà con bán hàng lưu động á. Rồi, hiểu rồi. Cái đó là nó thiết kế theo nhà máy hay là sao anh? Đâu có, cái nó về mình chế thêm. Chế thêm hả? Chế thêm nhưng mà đúng nguyên bản nha, không vi phạm bản vẽ nha quý anh chị. Rồi đi đăng kiểm sao có được không? Không, đi đăng kiểm là cái này là mình làm cánh dê giấu cho nên không vi phạm bản vẽ thì vẫn đăng kiểm bình thường nha. Xe này nó còn đăng kiểm nó còn tới tháng 1 năm 2024 nha quý anh chị. Đây là nước sơn dàn vỏ thì cũng đẹp quý anh chị này. Được cái đôi dép mà anh chị thấy không? Mới luôn. Đó, nhìn đôi dép này với đôi dép này mới luôn. Ok, đi thoải mái. Tiếp tục. Rồi khoan, để báo giá luôn. Cái xe này đời 2017 nè, có máy lạnh đồ đầy đủ nè. Xe này để lại cho quý anh chị 128 triệu nha. Đây là thời tiết dưới này nó cũng hơi nóng nực và một anh miền Trung và anh miền Bắc. Em quý anh chị nên là sorry bà con cô chú anh chị. Đây là em Trung đội mũ này nó mượn lại cái mũ. Có ngôi sao này thôi nhưng kệ nó, cho nó hình ảnh cho nó khác người một chút xíu. Đây còn nên cái này là miền Trung nè, Huệ tối yếu. Đó, Huệ đấy. Đây là cũng ráng tranh thủ lên chứ anh chị thấy không, mồ hôi mồ kê mà nó chảy. Đây tiếp tục đây thôi. Rồi. Em này Kia, cái em này là thùng lửng. Đúng rồi. Kia K140. Cái này là gọi là Kia K140 đây nè. Tải trọng là 1 tấn 4. 1 tấn 4 đủ, đời 2014. Xe này thùng lửng. Bao nhiêu tiền ạ? Xe này thì để lại cho quý bà con là 195 triệu. Cái này nó có máy lạnh không? Hả? Có máy lạnh không? Không, xe này thì không có máy lạnh. Không có máy lạnh. Đúng rồi. Xe zin cả xe. Xe đăng kiểm tháng 12 năm 2023 nhưng cái xe này nó gần hết rồi, gần hết đăng kiểm rồi mà. Xe nếu mà chẳng hạn như là bây giờ cái xe này gần hết đăng kiểm mà khách có nhu cầu mua đăng kiểm mới mình cứ đăng kiểm lại mới không anh? Không, cái này thì còn nó 2 tháng. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu thì mình vẫn bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Thôi ok, được rồi. Tiếp tục đây, đằng bên này cũng là cái này là Kia. Đằng bên kia Thaco, sao lại Photon đây? Không, Ronter. Cái này là cũng Ronter. Đây cũng Ronter. Và bên này cũng Ronter luôn. Nhưng mà cái này là chiếc này là Kia K165. Kia K165 đời 2017, tải trọng là 2 tấn 4. Xe này thùng mui bạc. Để lại cho quý anh chị là báo giá luôn cho nó nhanh ha. Để lại cho quý anh chị 265 triệu. Mà cái này có máy lạnh không anh? Xe này là không có máy lạnh. Không có máy lạnh hả? Đúng rồi. Đăng kiểm tháng 9 năm 2024 dài. Tức là xe này cũng vừa mới đăng kiểm tròn 1 năm luôn quý anh chị. Xe này vừa đăng kiểm tròn 1 năm luôn. Em này được cái là cái thùng mui bạc nha quý anh chị nha. Đúng rồi. Cái cũng nhìn form dáng từ đầu tới đuôi cũng rất là đẹp luôn. Rồi xe này zin mà.
Và tiếp tục đây thì lại cái gì lại không, cái này là dán thôi. Cái này em che lại, tạm thời em che lại đi. Cái này dán lên, dán lâu lâu bùa. Chứ thực ra cái này là Kia K3000 quý anh chị. Kia K3000. Nhưng đây, mà chủ xe người ta dán lên. Cái K3000 tên đang em nó đang bằng tem zin nè. À. Đúng rồi. Đây. K3000 đây nha quý anh chị này. Đây. Cái này là tem zin nhá, tất cả một cái. Cái này là thùng mũi bạc hay thùng kín vậy anh? Cái này là thùng mũi bạc nha. À. Dàn vỏ đẹp. À, nội thất cũng đẹp luôn. Xe có máy lạnh đồ đầy đủ, xe zin hết, đời 2013 mới xét đăng kiểm một cái rột luôn. Sàn đáy inox 304 luôn, nguyên cái thùng inox luôn. Xe này báo giá cho quý anh chị luôn nè. Là 198 triệu. Thùng mùi bạc 198 triệu quý anh chị. K3000 nó đời 2013. 2013 hả? Đúng rồi. Tính ra cũng rẻ chứ hả? Nếu mà thật sự là dàn vỏ đẹp này, không? Cái xe nhìn cũng sạch sẽ đẹp. Đăng kiểm mới khám, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe zin mà. Tiếp tục đây thì đằng bên này cái con này là Hyundai Hyundai HD72. Cái này là Hyundai HD72 3 tấn 7, rưỡi. 72 là 5 tấn hả anh? Không, 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi. Xe này là thùng kín nha, thùng dài là 5m2. 5m2 lọt lòng. Xe này có máy lạnh, xe này không có máy lạnh nha. Hyundai HD72 xe này không có máy lạnh. Xe này xét đăng kiểm cũng vừa mới xét đăng kiểm xong. Tại vì cái dòng này là đời 2012 nó xét đăng kiểm 6 tháng rồi. Là tới tháng 3 năm 20 cuối tháng 3 năm 2024. Mà cái xe này là xe nhập hay là xe Việt anh? Xe này á nếu xe Việt Nam nhưng mà đúng ra là nhập ba cục về lắp ráp thôi chứ còn thương hiệu là thương hiệu vẫn là Việt Nam nhá. Bao tiền? Xe này để lại cho quý anh chị giá cực kỳ yêu thương, nghe giá giật mình à. 275 triệu HD72. Đời 2012. Sao cái xe to đùng vậy mà nó còn rẻ hơn mấy cái xe nhỏ nhỏ vậy anh? Không, giá vậy thôi. Giá vậy dễ bán để mau kiếm cơm thay cái nón lá. Rồi ok anh. Rồi đằng bên đây còn mấy cái xe này thì... Rồi đây. Cái xe này đây nè. Thực ra đời thấp nhưng mà giá nó cao nè. Nhưng mà cái giá trị á, tiền nào của đó. Cái này giới thiệu cho quý anh chị nè. HD65 đời 2009 nè. Nhập Hàn Quốc luôn. Xe này xe nhập. Đúng rồi. Nó cái xe nhập với lại cái xe Việt Nam nó khác nhau ở cái điểm gì anh? Riêng máy móc, cầu đích số, tất cả mọi thứ đều chất lượng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Thì em nghe nói là cái hàng nhập với là hàng Việt thì tất nhiên là cái hàng nhập cũng phải ok hơn. Cái này nhập Hàn Quốc nha. Nhập Hàn Quốc nguyên con. Đăng xe này vừa mới xét đăng kiểm thì tới tháng 2 lận. Tới tháng 12 thì cũng còn là 2 tháng mấy nữa ha. Như là thùng mũi bạc là những cái xe này toàn bộ là giấy tờ là mình đầy đủ, khi mà mình bán cho khách hàng là mình bao hết cho khách chứ đúng rồi. Tất cả các xe bên mình bán ra là đều bao đủ hồ sơ cho tất cả quý anh chị, nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu, còn nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu ủy quyền cũng được mà rút hồ sơ cũng được, mình bao. Còn nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu ra tên luôn, mình vẫn làm cái công tác đó, nhưng mà phí mình chỉ báo tới đúng một cái giá là rút hồ sơ thôi. Đúng rồi, như bình thường thì tất cả các cửa hàng thì có nghĩa là người ta sẽ bao hồ sơ cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ về là anh chị chỉ cần đóng thuế trước bạ. Đó, 2% anh chị nhập, anh chị ra tên cái đó thì bắt buộc anh chị phải trả cái tiền phí đó. Và anh chị không đi làm được ở đây, cửa hàng vẫn có hỗ trợ cho cô chú anh chị đi lên tới tận nơi làm việc, anh chị chỉ cần bấm số là ok. Rồi, dạ. Tiếp tục để báo giá cái con này ha. Đời 2009, xe thùng mui bạc. Tải trọng là 1 tấn 9 nha quý anh chị. Xe này thì dàn lốp mới, cả dàn máy lạnh đồ đầy đủ. Giá 260 triệu nha quý anh chị. Đời bao nhiêu anh? Đời 2009. 2009 hả? Đúng rồi. Tại sao xe kia đời 2012? HD72. Đời 2012 275 triệu nhưng mà con này đời 2009 thôi. Mà tải trọng thấp hơn. Nhưng mà tới 260. Thực ra 260 vẫn rẻ so với một chiếc xe nhập nguyên một con ô tô Quang Trung. Rồi ok. Bây giờ đây còn cái anh này cái tên gì? Hyundai hả anh? Không, cái này là Terraco. Cái mạc là mạc Hyundai là trong hãng dán thôi. Nhưng thực ra máy này là máy Isuzu. Không có liên quan với tới Hyundai nha. Nhưng mà cái tem này là cái tem zin người ta dán vô nha. Thường thường Terraco Hyundai là cái máy Hyundai cũ nha. Cái máy Hyundai mà công nghệ á. Nhưng mà xe này là máy Isuzu đời 2019 lắm mà. Đời 2018 là người ta đã ra máy Isuzu rồi. Thì xe này. Cái này em thấy nó có cái râu gì cho nè. Cái đó là cái kính mo mà chiếu ở trên mặt cabin xuống á. Thì cái đó người ta làm rất lớn để rất tốt cho tài xế mà. Khi mà tài xế ngồi bên đó là quan sát được ngay quan sát điểm mù luôn. Đúng rồi, quan sát điểm mù đó. Được, cái này nó hình như là chắc đời cao lắm không anh? Đúng rồi, cái này là đời 2019 mà. Tải trọng là 2 tấn 8. Máy lạnh đồ đầy đủ, máy cơ. Xe này Isuzu nhưng mà máy cơ, hàng hiếm, hàng độc.
giá à, giá thì 248 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. À cũng phải cũng rẻ chứ. Thùng đấy dàn vỏ như dàn vỏ mới không anh? Dàn vỏ thì còn tầm đều là tầm 70%. Vỏ trước này mới hả? À thì vỏ trước vỏ sau mình cộng đều tầm 70% đi. À cộng đều chia đều hết. Đây đây, còn cái anh này là sao mà thấy khum khum, hình như là thấy cũng tha cô đẹp lão vậy. À tha cô ô mát y hệt cái một em kế bên luôn, tha cô ô mát, nhưng mà em này là thùng kín, xe là đời 2015. Bao tiền á? Cái xe này thì để lại quý anh chị 148 triệu thôi nè, 148 triệu đời 2015. Xét đăng kiểm là cũng còn một 2015 mà chỉ có 148 triệu thôi. Đúng rồi, chỉ có 148 triệu thôi. Nhưng mà 2014 là 178 triệu. Tại vì nói chung là mua rẻ hay bán rẻ thôi. Mua rẻ bán rẻ, mua mắc bán mắc. Như cái này bình thường nếu chẳng hạn như mình hỏi thêm, chẳng hạn như là mình muốn rút hồ sơ rồi, trong cái thời gian nó khoảng bao lâu anh? Rút hồ sơ cũng thông báo luôn cho tất cả bà con nè, với là ô tô quân chung luôn ha. Riêng bây giờ cái vấn đề rút hồ sơ đó là nhức đầu nổ não cho tất cả các anh em bên ngành vận tải nói chung và nói riêng, còn nếu mà bên anh em mua bán ô tô nói riêng là rất nhức đầu nổ não. Thời gian kéo quá dài, bổ sung giấy tờ quá nhiều thì chắc chắn là không bao giờ 2 tuần để có hồ sơ nha. Nếu mà ai nhanh nhất tầm 20 ngày, có thể là hơn một chút, đó vậy là cái thời gian của hồ sơ cho quý anh chị. Vậy thì bây giờ mà khách hàng bây giờ tính ra như vậy thì hồ sơ nó hơi khó khăn. Chẳng hạn như anh chị mà muốn để quyền, để biển số này mình đi luôn, kiếm cơm luôn, không ảnh hưởng gì, toàn quyền quyết định của mình. Sau này mình muốn ra tên mua bán cho tặng bất cứ ai thì câu chuyện đó thì lại quá đơn giản. Mình mua xe về kiếm cơm, mà bây giờ anh chị rút hồ sơ phải tháo biển số, nên là anh chị cứ để biển số đó đi, chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Vấn đề đó cần suy nghĩ. Và tiếp tục đây thì anh chị theo chân em Trung Hằng ngày hôm nay phải nói là siêu hot, siêu hot. Và chẳng hạn như là anh chị, những anh chị nào mà có cần mua chẳng hạn như là về để bán lại, đó quý anh chị, ở đây, tới đây luôn nha quý anh chị nha. Đây nguyên một cái dàn này là một em, đây có hai em, Suki. Đây nè, này là không hề nói điêu nhá. Cái xe này nó đẹp, nó không chạy hay sao vậy anh? Đâu, xe này thầy zin cả xe, cực kỳ đẹp luôn. Xe này cực kỳ đẹp luôn, dàn lốp mới nè, đăng kiểm thì mới xét nè, ngay chủ đứng tên nè, sàn đáy inox nè, máy lạnh đầy đủ nè, đời thì cao chót vót đời 2015, giá thì chỉ bằng chưa bằng 2013. Đây là cái xe này như là vừa mới về, như chưa dọn chưa làm gì phải không anh? Đây, đang tất cả cái được cái thì nội thất cũng rất ok luôn, sạch sẽ gọn gàng. Xe này thì nội thất xe này như rồi. Là đi em thấy người ta nghe người ta nói như là đi như du lịch chứ không? Đúng rồi. Xe này nó chạy êm như ô tô. Hình như cái xe này như nó không chạy sao vậy? Mà sao nó mới vậy? Ông nói chung người ta cũng có chạy, nhưng mà thời gian người ta chạy rất ít. Cái này nó chiếc xe rất đẹp. Cái này đời bao nhiêu anh? Đời 2015. Này giá bán bao tiền? Riêng xe này khẳng định luôn, bán rẻ nhất Việt Nam luôn. Anh em mà mua về vừa chạy hàng vừa bán vẫn kiếm cơm, vẫn có lời luôn. Nếu mà bán ra cho khách hàng khác, 138 triệu giá rẻ nhất Việt Nam, em cái này là em khẳng định. Đúng, nha, xe zin. Sao mà rẻ vậy? Hả? Rẻ vậy thôi à? Lâu lâu mua được rẻ mình bán rẻ. Chứ bây giờ mua cao thì không thể bán rẻ được, lỗ chết luôn. Giá này chỉ bằng Taco Towner thôi quý anh chị. Bằng cái xe thương hiệu. Đúng rồi, Suzuki của Nhật mà, Suzuki Pro. Rồi đây có đằng bên này lại Taco hả? Taco Towner luôn. Taco Towner đầu dài. Đầu dài luôn. Đời 2014, thùng kín, bao đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ 98 triệu. Khởi nghiệp cho quý anh chị. Rẻ vậy hả? Đúng rồi, thế thôi. Giá mềm, giá để cho quý anh chị khởi nghiệp mà. Ôi, cái đăng kiểm sao em thấy như cái đăng kiểm này là hết rồi. Hết rồi, cái này là mình bao đăng kiểm. Mà rin cả xe đăng kiểm này hết từ năm 2020 mà. Đúng rồi, cái này giờ người ta nằm lâu. Tức là máy nó... là cái xe này nó đậu trong kho không chạy. Đó, thật sự là cái xe này nó đẹp lắm. Bây giờ có nghĩa là gia đình điều kiện người ta ở nhà quý anh chị, nên là cả từ năm 2020 giờ không chạy. Có nghĩa là cái xe đắp mền á, nó còn đẹp được vậy thôi, chứ bây giờ thật sự là mấy năm trời không chạy. Đăng kiểm, đâu có đăng kiểm đâu mà chạy. Đúng rồi, tính ra là nằm ở nhà không là 3 năm. Tức là không chạy là 3 năm. Tức là quý anh chị nào mà sở hữu chiếc xe này thì lợi được 3 năm không chạy. Đúng rồi. Đúng không? Lợi được 3 năm không chạy. Bây giờ 1 năm anh chạy là biết bao nhiêu km rồi. Nó xuống cái xe mà 3 năm không chạy không? Đây nè, chiếc xe nước sơn zin nè. Nước sơn zin như mới. Cái này mà bát sơ một cái là như đúng một rồi. Chiếc xe mới luôn. Đúng
nhưng mà nước sơn zin nguyên cả xe. Ừ, nhưng mà giá bao nhiêu tiền này? Giá này 98 triệu, bao hết toàn bộ luôn. Đời 2014. À, 2014 thùng kín, thùng dài 26. Em thấy người ta trên thị trường người ta bán trăm mấy không, mà sao có mấy chục à? Thôi. Đấy, còn cái em này là tha cục cái gì lại? Cái này là Kia K140. Tha cục Ronter đó, Kia K140. Rồi xe này vừa mới về nè, vừa sáng nay vừa mới về tới bãi. Xe này nguyên một cái con cọp luôn. Đấy. Em thấy đang trong cái nội thất nó đang còn để. Đây anh chị này. Đây, cái xe nó đẹp hay không? Thật sự cái xe này cũng hình như là rất ít chạy phải không ta? Xe này rất ít chạy, đồng hồ chưa tới 100.000 km nha. Bộ ghế vẫn đang còn bộ nỉ, trần chưa rửa, chưa dọn. Nói chung là xe này nó hơi dơ một tí xíu, đúng nhưng rồi. Mà chất xe của nó không, là đúng, chưa tới 100.000 km mà dơ. Đúng rồi. Đấy, đôi dép lại mới nữa. Đúng rồi. Xe này đôi dép đầu đi là mới. Đi đâu mà cứ nhìn thấy đôi dép mới là sướng rồi. À, anh chị đâu? Gai còn dày cui. Đấy. Được cái thì đây này, cái nội thất này quý anh chị. Nội thất là tapi, phải nói là nếu mà để như này tapi từ những cái ốp này không? Rất đẹp, rất sáng. Nó không có bị mờ, nó không có bị phai màu cái gì không? Nó đang còn màu zin hết. Rất đẹp luôn. Đúng rồi, keo chỉ còn nguyên zin, xe này siêu cọp rồi. Xe này nước sơn zin cả đầu cái pin luôn. Và đặc biệt xe này là được 5 bửng mở hông nữa nè. 5 bửng mở hông và sàn đáy inox 304 luôn. Đúng rồi. Tại vì cái xe hiện tại bây giờ em thấy là người ta làm cái thùng mà nó ngang cái, này đâu có mở cái đâu. Nó rất là nhưng mà cái thằng này nó rất là tiện. Đúng rồi. Muốn mở hàng muốn bỏ hàng rất là ok luôn nè. Đúng rồi, năm bửng mở không? Năm bửng mở hả? Đúng rồi. Đi lướt sơ vòng cho bà con, cái này đời bao nhiêu anh? Cái này đời 2014. Xe này có đây, để mình mở ra coi có cái sàn inox 304 cực kỳ đẹp luôn nè. Đây nè. Sàn inox 304 cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Anh chị không nhìn ở ngoài nó xấu xấu nhưng mà đằng bên trong cơ cấu nó rất tốt quý anh chị à? Không, phải nói thật sự là đây là nhiều khi anh chị không đâu có nghĩ rằng trong này nó có inox đâu, đúng không? Dọc inox cứng ngắc luôn. Sàn inox 304 đó. Đó, thuận tiện cho quý anh rất chị đẹp mà luôn. Lên xuống hàng. Anh chị nhìn đừng nghĩ là đằng bên ngoài nó xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà đằng trong là cơ cấu nó tốt. Đây, không? Tại vì vừa mới đưa về mà, vừa mới đưa về tức thì chứ cho nên chưa có rửa, chưa làm cái gì hết. Cái này bán bao tiền anh? Xe này để lại cho quý anh chị là 205 triệu đời 2014. Rồi là những cái xe này xe cân ký đây đúng không? Đây, cái xe này thì có người đặt cọc rồi, xe này cân ký, còn nhưng mà có người đặt cọc rồi. Cân ký hả? Đúng rồi. Đây, đằng bên này, cái đám xe đằng bên đây. Đây, cái xe này là cái xe màu xanh nè. Cái xe màu xanh này là tải trọng chỉ có 1,3 tấn thôi. Xe nó to đùng vậy mà. Đúng rồi. Nhưng mà xe này gọi là hàng hiếm mà. Máy Hyundai HD đây nè. Xe này chuẩn là máy Hyundai HD nha. Đời 2013, thùng dài 6,2 m luôn. Thùng kín thùng dài 6,2 m. Sao cái xe nó to mà sao có 1,3 tấn? Tại vì người ta xin tải trọng. Tức là công ty kỳ xưa mà người ta dễ đó. Thì xin làm bản vẽ hạ tải. Thì cái xe này á, vào những cung đường là cấm 1,5 tấn nè. Rồi vào những cái cung đường mà cấm tổng trọng tải 5 tấn. Nhưng mà riêng xe này, tất cả các xe mà riêng cái dòng này nha, là tổng trọng tải tầm 7 tấn mấy. Nhưng mà xe này người ta xin hạ tất cả. Thì khi mà hạ tổng hạ tải thì phải hạ tổng trọng tải luôn. Thì cái xe này chỉ còn được 4,99 tấn là tổng trọng tải và tải chở hàng được 1,3 tấn. Cho nên xe này chở hàng nhẹ, cồng kềnh, mút xốp hay tất cả mọi thứ là ok. Tại thiết kế thùng dài mà. Vimoto. Vì em anh mệt hả? À, vì em anh mệt. Mà cái này là đã không, nhưng mà cái này là người ta kêu vì em anh máu. Mà máu sao? Một cái xe to đùng mà 1,3 tấn thôi anh chị, đi đường đèo, đường gọi là đi cái đường phố á, vô trong thành phố nha. Vì em anh máu. Cái này chứ không phải là vì em anh mệt, đôi khi mình mệt một chút xíu nhưng mà máu. Rồi vì em anh mê cũng được, máu hay mê. Đây, tiếp tục vào đây đằng cái xe này. Báo giá luôn, báo giá, quên, báo giá luôn, đời 2013. Cái này là chuẩn máy Hyundai HD nha. Xét đăng kiểm là em sẽ bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị. Để quý anh chị 195 triệu thôi. Nếu mà 195 triệu thì cái này cân ký với cái này nó mấy tấn anh? Không, cái này là nó 3 tấn mấy á. 3 tấn mấy thì tính 3 tấn mấy. Vậy là mấy chục triệu ký. Thôi bỏ qua đi. Mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn một ký. Đây, thế còn cái em Isuzu này. Cái này là Isuzu 3,5 tấn nha. 3,5 tấn, đời 2014. Thùng dài 5,2 lận. Cái này là thùng kín hay là thùng đông lạnh anh? Cái này thùng kín, thùng inox, sàn đấy inox nguyên một con luôn đó. Đời 2014. Xe này thì bao xe đăng kiểm mới cho quý anh chị nè, bao rút hồ sơ nè, có máy lạnh đồ đầy đủ nè. Giá xả cực kỳ luôn.
320 triệu. À. Isuzu đầu đứng mà 320 triệu, đời 2014 lận. 3 tấn rưỡi. Có máy lạnh không ạ? Có luôn. Có luôn hả? Xe zin, có máy lạnh luôn. Đây là rồi tiếp tục. Đây đằng bên này có em này thì có người dạm hỏi rồi. Đây đây quý anh chị vô đằng trong kia cân ký tiếp quý chị nhá. Cân ký, cân ký, cân ký. Đây, như đây có sẵn giới thiệu em này thì đang tút tác là tán lại thôi nè. À. Cái xe này là HD 750. Tức là cái xe này là 7 tấn rưỡi, hạ tải còn 7 tấn nè. Thùng dài đời 2011 Hyundai, Hyundai Gold. Cái này là để làm gì anh? Để chèo à? Đúng không? Thì có thế. Cái này để chèo bám. Thì lấy thấy lâu lâu ở trên clip cũng có mấy bác hay chèo bám ở đây đó, rồi có cái mà bám chứ lấy gì bám. Cái này là Gold. Nói vui đừng gặp đá. Em thấy cái chữ chết luôn anh. Hả? Là Hyundai Gold hả? Đúng rồi, Hyundai Gold. À. Này chữ Hyundai to chà bá luôn. Đúng rồi, cái này là thùng ý là xe mấy tấn anh? Xe này là 7 tấn, 7 tấn rưỡi, hạ tải còn 7 tấn. Thùng dài là tới 7,4 nha. Thùng dài 7,4. Bao tiền? Xe đời 2011 để lại cho quý anh chị 500. À. 500 triệu. Rồi, tiếp tục đây thì anh chị xuống một loạt nữa đây quý anh chị. Hàng cốc ổi mía ghim. Đúng rồi, ở này. Cốc ổi mía ghim. Tiếp tục. Đây. Còn cắn luôn. À. Cắn luôn. Con này hả? Cái này Polix. Bullet. Cái này còn đầy đủ chức năng không anh? Còn đầy đủ hết, không thiếu món gì. Không thiếu món gì luôn. Đúng rồi, xe đầy này không hết. Thiếu món gì. Còi hụ nè, đèn quay nè, Bullet nè. Xe này thì em thanh lý lại bên cơ quan. Cái này có nhu cầu về đi phượt Ford hay cà phê, cà pháo gì cũng ok hết. Cái xe này là xe Honda hả? Của hãng Honda. Cái này là bao tiền ạ? Xe đó thì bao hồ sơ cho quý anh chị 35 triệu. Quên. À. Rồi. Cái em Suzuki này hôm vừa rồi cũng ra nhiều khách hỏi lắm rồi. Nhiều khách hỏi cái Suzuki mà van. Tại vì cái dòng này người ta sản xuất ra bây giờ đâu sản xuất ở đâu đúng không? Vẫn có. Nhưng hả? Mà giá nó rất cao. À. Xe giá rất cao. Nếu mà xe mới mà xe này thì nó khoảng bao tiền ta? Nó tầm xem 400 triệu, gần 400 triệu nhá. Nhưng mà cái này đời. Xe chiếc này là đời 2020. Cái này 195 triệu thôi. 195 triệu. Xét đăng kiểm tính là còn rất dài luôn này. Anh chị lợi được cả 200 triệu mà tính không? Chạy thiên thu luôn. Máy lạnh đồ đầy đủ hết nha, xe zin hết nha. Có máy lạnh luôn hả? Ừ, đúng rồi. Anh chị nào có nhiều anh chị hỏi em chung là có cái mẫu Suzuki này về đi chở trứng hay là chở giày dép gì đó. Đây là đây tiện thể em chung giới thiệu luôn. 195 triệu hả? Đúng rồi, 195 triệu. Đời 2019 hay 2020? Đời 2020 luôn. À. Ừ. Cái xe này sao mà nhìn cái mắt của nó giống như kiểu mắt mèo vậy anh? Đúng rồi. Cái này này. Cái này người ta gọi là Kia mắt mèo á. Kia mắt mèo. Đúng rồi, Kia mắt mèo á. Đúng rồi. Cái này Kia K27 còn gọi là Kia mắt mèo đó. Cái này đời bao nhiêu anh? Cái này là đời 2011, thùng kín, xe zin cả xe. Cái này trọng tải của nó như cái tấn mấy? Trọng tải là 1 tấn. Xe này trọng tải 1 tấn. Cái tấn tư kia thì em thấy như là người ta lên được tấn mấy đúng không? Tấn 1, hạ tải tấn 1, tấn 2. Còn cái tấn này người ta gọi bằng tấn 25 đúng không? Đúng rồi. Kia 1 tấn 25 đó, Kia K27 tấn 25. Xe này thì để lại cho quý anh chị là 130 triệu thôi, đời 2011 lận. 130 triệu. Sao mà rẻ dữ vậy? Không thì bây giờ mình phải đi theo xu hướng chứ. Bây giờ thì cái xu hướng thị trường là đều như vậy mà. Phải hạ giá để mà bắt kịp giá thị trường. Nhân đây thì cũng xin nhiều chị một tí xíu ở ngoài lề. Thực ra quý anh chị nào mà có nhu cầu mua xe nên mua nha. Từ ô tô, xe tải và tất cả mọi cái gọi là liên quan tới xe, kể cả xe máy luôn nha, thì quý anh chị nên mua trong cái thời điểm này. Chỉ cần một tháng nữa thôi, 100% xe sẽ lên giá, nhỉnh giá lên từ từ. Tại vì mùa Tết mà, mùa vận tải nè, mùa đi du lịch và mùa cuối năm để đi thăm bà con, thì tất cả mọi thứ, mọi dịch vụ người ta đều cần, đó là cần sử dụng. Nhưng mà trong thời điểm này, tất cả mọi xe cộ, phương tiện đều hạ giá sập sàn cuối đáy của cái giá của tất cả các loại xe. Thì quý anh chị nào tranh thủ mua trong cái thời điểm này, giá rất mềm, giá rất ok. Nhiều khi bây giờ hiện tại cái xe này em bán 130, đó là khi giá thị trường đang xuống nha. Nhưng mà khi giá thị trường lên thì 100% không bao giờ có giá này cho quý anh chị. Mà chỉ cần tầm 1 tháng thôi, em cam đoan tầm 1 tháng thôi, riêng cái ngành vận tải thì 100% là sẽ tăng giá lên. Thì bây giờ anh chị nào mà có nhã ý mua xe để chạy hàng cuối năm, tranh thủ
Rồi rồi, tiếp tục quay nó xéo xéo chút. Cái là cái xe này đời bao nhiêu đây anh? Lại phô tông nữa hả? À không, Kia Rorter. À, xe này là Kia Rorter nè. K165, tải trọng 1,65 tấn, đời 2015. Nó có chữ Lâm nhiều lắm nhưng mà không nói cà Lâm nha. Cái này đời bao nhiêu anh? Đời 2015. Bao tiền anh? Xe này thì để lại cho quý anh chị là 198 triệu. 198 triệu. Bao xét đăng kiểm mới, bao đủ hồ sơ. Đây là chẳng hạn như là anh chị nào mà muốn mà về để tập tành mua bán xe, đó liên hệ anh Hiếu luôn, chia lại anh chị về bán vẫn có lời nhá. Nên là thật sự là cái thị trường ô tô ở đây bây giờ là em thấy nhiều cái xe nó rẻ quá trên so với lại giá thị trường ấy. Trên thị trường rất cao mà thấy ở đây bán xe là cũng rất là ok. Đó, và tiếp tục là cái xe này em này màu vàng cũng là Kia luôn hả anh? Đó cái cây à, đúng rồi. Cái cây mai vàng. À, gần tới Tết rồi, gần tới Tết rồi. Đưa về chừng khỏi mua máy. À đúng rồi, vẫn đẻ ra tiền, đúng không? Đúng rồi, mình đậu ngay trước cửa nhà. Thay vì mình sắm cây mai, đúng không? Mình về mình chơi, bây giờ mình sắm cái xe này về mình bỏ ngay trước cửa nhà, màu vàng chóe luôn. Đó. Lộc lá đầy nhà. À. Đời xe này là đời 2010 Kia K3000 nha, đời 2010 thùng kín inox. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. À, xe này còn đăng kiểm chứ quên, xe này đăng kiểm tới tháng 12. À, xe này 145 triệu nha quý anh chị. 145 triệu đời 2010. Kia K3000. Hả? Rẻ vậy thôi hả? Thì tất cả các xe đại hạ giá mà. À, phải hạ giá à, chứ mới rồi, bán rồi được. Cái đó rồi, điều hiển nhiên rồi. Tiếp tục đây thì đằng bên này là em, này là em Hyundai. Cái này là Hyundai HD65 thùng kín. Tải trọng là 1 tấn. Cái 65. HD65, HD72, HD cái gì 700 mấy cái đó, HD65 người ta tại sao cái từ ngữ người ta gọi là HD65 là sao? À tức là chia ra, người ta chia ra theo tức là ký hiệu từng dòng á, cũng giống như Kia K3000, K165 và K2007. Còn ở bên Hyundai á thì người ta lại chia ra là Hyundai H100 nè. Rồi H100 là cái dòng 1 tấn. Rồi 1 tấn tấn 4 tấn 25 đó. Rồi HD65. HD65 là 2 tấn rưỡi. Cái dòng 2 tấn rưỡi gọi chung là 2 tấn rưỡi, 1 tấn 9 đó. Rồi HD72 là dòng 3 tấn rưỡi. Cái xe này nó sẽ đời bao nhiêu sao đẹp chứ anh? À cái xe này là đời 2011. Cái dòng Hyundai thì xe nào cũng đẹp hết á. Mà sao thấy em thấy sao đẹp vậy? Mà đúng rồi, cái xe này người ta không chạy sao, ít chạy sao vậy? Đúng rồi, xe bán ế quá có chạy được đâu. Mà cái xe này bán bao tiền anh? Xe này thì để lại cho quý anh chị 258 triệu. 258 triệu. Đời 2011. À đúng rồi, cũng 258. Tính ra rẻ. Thùng kín. Mấy năm trước mà để mua cái xe này cả vấn đề. Thì trên 300. Đúng rồi, trên 300. Trên 300, chỉ cần là vài tháng trước thôi là trên 300. Lại tiếp tục lại cái vì em anh mệt, cái xe này không biết mệt hay là không mê. Cái này chắc chắn là vì em anh mê. Cái này là máy Kia mà không mê sao được. Máy xe Kia này gọi là hàng hiếm mà, máy Kia. Mấy tấn anh? Xe này là 1,5 tấn, thùng 5 bửng mở hông. Cái này anh mà không mê là không xạo được mà. Xạo. Em thấy đang trên tem đây, tem này chỉ có 1,490 tấn thôi. Trời ơi, lâu ăn gian 10 kg làm gì căng. Được 1,5 tấn, mình phải nói cho khách hàng là 1,490 tấn chưa được 1,5 tấn mà. Đó, cái đó là gọi chung, còn lâu ăn gian 10 cân. Nó phải ăn gian tí. Cái này bao tiền? Xe này thì để lại cho anh chị 128 triệu thôi, đời 2014 lận, có mấy lần đồ đầy đủ luôn. Đời cao vậy hả? Đúng rồi, đời cao chót vót. Giá là mềm mùi luôn. Rồi, tiếp tục đây thì cái Đây dòng Kia này mình giới thiệu hết Kia đi ha. Đúng rồi. Anh Caramel đứng đằng trên kia quay cho nó xéo hết cái luôn. Cái dàn Kia sao bữa nay em thấy bên mình về nhiều Kia quá hả? Kia với lại Isuzu. Cái xe này là đời bao nhiêu anh? À cái xe này là đời 2015, Kia K165 tải trọng 1,65 tấn thùng kín. Inox nguyên con, máy lạnh đồ đầy đủ, xe VIP luôn á, xe cọp luôn á. Cọp á? Đúng rồi. Xe này xe cọp á. Đây là cái chuyện cọp ở đây, anh Caramel quay sát vô đây này. Cái này phải nói là nước sơn zin nha. Nước sơn zin nha. Ấy, anh chị chưa có một miếng mặt thịt luôn, tất cả cái chỉ có lấm chấm. Cái này để zin cho nó đẹp quý anh chị. Đúng rồi. Về kiếm tà kiếm cơm. Bao tiền anh? Xe này để quý anh chị là 210 triệu đời 2015 nha. À. Xe zin cả xe. Zin 210 triệu. Cái này có máy lặn không anh? Có. Có luôn hả? Lặn teo luôn. Siêu rẻ. Cái này là 2,4 tấn hả? Cái này là 1,65 tấn. À 1,65 tấn. Đây. Đúng rồi. Rồi tiếp tục đây xong ngày hôm nay mà hãng Kia về đây nhiều quá. Thực ra là ế chứ không phải, cái này nói thẳng luôn. Cái này là ế quá nhiều. Chứ không phải là về nhiều, ế quá nhiều, ế nó mới còn tồn nhiều mà. Nói vui thôi nhưng mà cũng có nói thật luôn. Riêng con này, quý anh chị nghĩ đi, đời 2009. Đời 2009 có máy lạnh đồ đầy đủ nè. Thấy không? Kia K3000S.
có máy lạnh đồ đầy đủ, em bao rút hồ sơ, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Có máy lạnh đồ đầy đủ, xe zin cả xe luôn. Vậy mà em chỉ để lại cho quý anh chị 138 triệu thôi. Còn tới đây em còn bớt lọc lá thêm con gà bó xôi cho quý anh chị luôn. Thấy chưa? Ok ok. Gà bó xôi anh sao cái xe này nó không đầy đủ sao á? À còn thiếu cái này đúng không? Ờ em thấy cái gì tự nhiên cái râu này nó lòi ra cái này. À, đây đây đây. Nó có sách máy có trứng. À đây đây đây. Nó là cái kiến mò. À nhưng mà dạo này mới lớn á, mụn nó nổi nhiều á, mọc nhiều á, lâu lâu tháo ra. Tháo ra để mà nặng mụn mà quên gắn vô lại. À rồi rồi rồi. Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu mua thì em sẽ gắn đầy đủ lại cho quý anh chị. Tuyệt đối không để dành để nặng mụn nữa. Thấy nó lòi lòi ra thấy thiếu thiếu. Đấy, tiếp tục. Đây đây đây. Bao tiền. Tính ra là soi cho bà con luôn thấy chưa? Cái này thì để lại cho quý anh chị 138 triệu có máy lạnh đầy đủ, bao đăng kiểm mới, bao rút hồ sơ luôn. Đời 2009. Đời 2009 à, K3000. Cái này biển số này mình có cái lậu dê, lậu dê. Lâm Đồng hả anh? Cái này biển số cái này gọi là Lâm Đồng hả? Không, cái này là lậu dê chứ không phải Lâm Đồng. À lậu dê hả? À, lậu dê. Tự nhiên em tưởng đấy là Lâm Đồng. Đâu nói đùa vậy chứ, cái này là số LD là liên doanh nước ngoài đó quý anh chị. Liên doanh nước ngoài. Được hồ không? Sơ bao rút nè. Bao rút à? Ừ, rồi, bao rồi. Rút rồi bao đăng kiểm mới luôn. Rồi rồi ok ok anh. Rồi tiếp tục đây thì đằng bên này lại em lại Kia. Rồi lại cũng Kia. Cùng dòng cũng lậu dê luôn. À. À đời 2008 hạ lại 10 triệu chất lượng xe y khuôn. Chất lượng xe y khuôn. Zin hết cả xe, máy lạnh đầy đủ nè, bao đăng kiểm mới nè, bao rút hồ sơ luôn. 128 triệu. Đời 2008. K3000. Quá rồi. Cái thằng này lại thiếu. À đấy. Cái này mà lên anh chị không có cái này là phải ráp thêm cái này mình trừ tiền. Tại vì thông cảm ở cái này trong... mình trừ 50. Bình thường em là trừ 20 thôi nhưng mà cái này anh chị trừ 50. 50 nhiêu 50 à. tiền bao nhiêu tiền? 50.000. À đúng rồi. Đấy. 50k nha quý anh chị. 50.000. Chứ còn trừ tiền. Trừ 50 triệu là chết em luôn. Ờ. À, 128 triệu hả? 128 triệu. Rồi, tiếp tục đây lại rồi. Một cái màu xanh lá. Cái này gọi là xanh đọt chuối quý anh chị. Em đúng rồi. Cái xanh đọt chuối. Xanh cực kỳ nổi. À. Chạy ngoài đường mà chỉ cần chở hàng từ xa là anh nào mà sở hữu nhìn chiếc xe này. Nhìn xa là coi như là thấy là biết liền thôi. Nguyên một cái khu vực mà có một chiếc xe này sở hữu là của nhà anh nào là chạy ra đường là biết nhà anh đó luôn. À. À đúng rồi. Chiếc xe này nổi. Là đâu quên mà. Đời bao nhiêu ạ? Đời 2009. Rồi giá cũng nằm tầm giá đó luôn. À. 138 triệu. Cũng lẩu dê. À cũng lại lẩu dê. Ừ. À. Cũng bao đăng kiểm mới, cũng đủ hồ sơ pháp lý. Cũng có máy lạnh đồ đầy đủ. Tất cả các anh chị cần suy nghĩ. Chỉ cái này là có máy lạnh luôn hả? Có máy lạnh đồ đầy đủ hết. Đây Uri. À. Rồi tiếp tục đằng bên đây thì lại rồi, Thaco Olin. Cái này Thaco Olin. Tải trọng Thaco Olin. Quan từ từ anh. Sao cái này em thấy sao nó nhiều râu vậy? Đây. Trên này cái này. Đây cái nữa. À. Ê, râu đâu mà sao nắm thế? Đâu, cái đó là zin theo hãng đó. Hả? À? Zin theo hãng, đây nè. Cái ở bên tài. Ngồi tài xế mà ngồi ở bên tài nè. Tài xế mà ngồi bên tài á là người ta sẽ quan sát được cái phần ở bên lơ. À. Đó, là cái kính này. Rồi, còn cái rồi. Kính này là chức năng cho để xem ở phía trên gọi là xem cái điểm mù đó. À cái điểm giống như là cái biển số mình vừa sát vô lại với đúng cái rồi đây, đây 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 à. Đúng rồi đúng này, rồi cũng như là mình đặt cái vị trí này ở đây để cho sát đằng trên kia ngồi đúng xuống rồi. Là anh chị canh được cái khoảng cách luôn đúng rồi chuẩn à. chuẩn cái đó gọi là cái điểm mù đó. À cũng hay nha nhà nước là mấy anh nhà máy thiết kế ra này cũng thấy cũng được đấy. Ừ. Công năng sử dụng của em nó là cũng phải nhiều nhỉ. À. Riêng cái xe này hết 6 cái kính này. À. Cái này bên này là 2, bên tài là 2 cái nè, bên lơ là tới 4 cái nè. Nè, đếm nè, 1, 2, 3, 4, tổng cộng 6 cái kính. Nhưng mà 6 cái kính này là zin theo hãng luôn nha, zin theo xe luôn. Đời bao nhiêu anh? Xe chắc này, xe này chắc đời cao, thấy xe nó đẹp quá mà. Đúng rồi, xe này đời 2017. À, thảm nào thấy cái xe nó mới, nước sơn zin nguyên con. Tải trọng á, em này là tải trọng của nó là chỉ có 1 tấn 96 thôi, gọi là hàng hiếm mà. Chứ cái dòng này thường thường là 2 tấn 4. À. Nhưng mà xe này người ta xin bản vẽ để hạ tải. Để vô những cái cung đường cấm 2 tấn giờ cao điểm. Cho nên xe này là chạy full. Giống như cái đất Biên Hòa Đồng Nai là chạy full. Không có giờ cao điểm. Là riêng xe này. À. À, cái xe này đời 2017 mà máy cơ máy Isuzu luôn. Bao tiền? 180 triệu. Còn bớt lọc lá cho quý anh chị. Sao cái xe to đùng anh bán? Em ơi! Mà rẻ thế. Không hiểu được. Em tưởng đâu cái xe này phải 200 mấy 300. Không, đó là giá cũ thôi. À. À, cái giá cũ thôi, bây giờ cái giá mới. Bây giờ thị trường đang xuống mà, đang xuống là phải hạ cực kỳ. À. Ừ. Bởi vậy mới có những cái lời khuyên cho quý anh chị. Nếu mà trong thời điểm này muốn mua xe.
trong thời điểm này mà muốn mua xe thì tranh thủ mua đi, tại vì giá trị nó còn rất rẻ, đang xuống mà xuống tới đáy của đáy sàn luôn. À, đúng không? À, cho em hỏi cái gì, như là ở bãi mình như mình mở gara luôn sao anh? À, cái này là thợ nhà. À, nói chung là có nhu cầu mình về mình sửa chữa hay làm thêm, ví dụ giống như chiếc xe này nè, ví dụ như chiếc xe này đúng không? À, mình về cái thùng xấu quá mình hạ, mình cắt bỏ nguyên một cái thùng luôn. À, làm mới luôn. À, cái phần đó mình bán phế liệu, mình làm mới hết toàn bộ, làm đóng mới hết toàn bộ cái xe này, là đóng thùng mới luôn. Ừ, xe nào xấu là mình cái thùng là xấu, còn xấu là mình phải làm cho nó đẹp lại. Đúng rồi. À, em tưởng đâu là anh mở mình là có gara ở nhà, mình mở gara mình làm cho khách mà cái này không là, không mình làm cho xe nhà. Không, cái này là làm xe nhà, tuyệt đối là không bao giờ làm cho khách. À, chỉ có làm xe nhà thôi. Cái xe này bây giờ nhân tiện giới thiệu xe này luôn nè. Giới thiệu luôn. Đấy, cũng 1 tấn 49, tính nói 1,5 tấn An Giang 10 kg. Không, đây trên này 1,5 tấn. À, đúng rồi. À, đúng rồi. Cái này đời bao nhiêu anh? Đời 2013 máy Kia luôn đó. À, đây okay. nhìn thẳng vô là quý anh chị thấy không? Đây nè, ô tô Quang Trung thấy không? Năm bửng mơ hông đang đóng nè, đang lên nè. Anh chị thấy không? Đang lên năm bửng mơ hông nè. Khi mà giải quyết ra như thế này anh chị nhìn nó rất là rõ. Cái xe của mình anh chị làm toàn bằng sắt mới này. À, mà sắt dày nha, chứ không phải sắt mỏng quý vị nha. À, anh chị thấy không? Cái mấy anh nhà máy anh làm đâu có sắt dày này đâu, không? Cái này phải làm gia công kiên cố cho cô chú anh chị. Đâu, cái này á mình phải đi ra gia công ở ngoài. À, nó mới có những cái hộp, những cái đà đẹp như vậy được. À, chứ còn nếu mà để mua một cái thanh sắt về chỉ áp vô thì nhìn chiếc xe nó không đúng có đẹp. Chứ nếu quý anh chị nhìn thấy không? Đấy, như bình thường đấy, anh chị không? Như bình thường chẳng hạn như nhà máy hãng á, người ta chỉ xài một cái hộp như này đúng thôi. Rồi. Chỉ có gác hộp vô thôi. Nó rất là yếu. Cái anh dập sóng này sắt dày nó rất là cứng nè. Cái xe này thì nếu mà tình là mình làm xong thì bán khoảng bao tiền? Làm xong xe này bao cái này là hình như còn đăng kiểm. Xe này để lại cho quý anh chị là chỉ có 110 triệu thôi. Ô thế 110 triệu. Ô tổng vậy thì 110 triệu mà. Mà máy Kia nha. Thùng 3m7. Như vậy là cho bà con cái xe à? Không cho thì em, không chứ. Không, em thấy nếu mà trên kia người ta đóng một cái thùng là phải gần 100 triệu. Ờ, cái thùng mà thật mà. Cái thùng á. Đúng rồi, nếu mà ô tô Quang Trung nó không sai. Đóng, nếu mà đóng một cái thùng mới từ A đến Z, sàn đáy inox này kia là cả 100 triệu chứ không sai. Đúng rồi. Nhưng mà riêng cái xe này thì nói chung là mình tận dụng lại cái sàn của xe cũ nè. À, rồi. Tận dụng lại cái sàn, tại cái sàn nó còn rất đẹp. Thì mình chỉ lên một cái dàn xương chuồng heo bửng mở cửa sau, tất cả rồi kèo bạc. Nói chung là cái tầm cái thùng này mình đã sửa chữa là tầm 28 triệu. À, mình sửa chữa lại hết toàn bộ là chi phí vô đây là 28 triệu. Chẳng qua ở nhà thợ nhà thì thợ làm nhà được như đúng vậy rồi. Thôi chứ gần anh ra ngoài tiệm làm sao mà anh làm được như vậy. Đúng rồi, cái đó thì mới chuẩn được. Cái đó là thợ nhà mà. Ô, từ đâu tự nhiên ở thợ nhà thì cũng được, cũng có đẹp. Đây, tiếp tục trở lại thấy em thấy mình lại nói chuyện thêm cái em này cái gì đây? Mitsu à? Đúng rồi, Mitsu. Cái xe này là Mitsu đời 2008, tải trọng chỉ có 1,4 tấn thôi. Sao xe to đùng mà. À thì cũng xin hạ tải vô mấy cái đường cấm 1,5 tấn đó. À, khổ nói là những cái xe này anh chị đi vô mấy cái đường cấm được. Đúng rồi. À, thì xe này bao đăng kiểm mới nè, xe này là còn có mấy ngày nữa là hết đăng kiểm rồi. Thì xe này bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè, đời 2008. Xe hàng Mitsu, năm bửng mở hông, thùng dài 4m35, lọt lòng. Xe này để lại cho quý anh chị là 170 triệu. 170 triệu đời 2008 đó. Em thấy còn con Kia này xe gì đấy? Kia này á, hồi nãy giờ mình lướt qua nó rồi, tại vì có người đã đặt cọc rồi, đặt dầu rồi, có người rồi, đặt dầu rồi. Đặt trầu. Đúng rồi, đúng rồi. Này đây lại Mitsu. À, em này là Mitsu cũng y vậy luôn nhưng mà nó lại thùng kín, đời 2007. Cái này sau cái tem đăng kiểm dán ngược anh, không ý là đăng kiểm người ta kêu là phải dán vào trong hả? Đúng rồi, xe này thì hết đăng kiểm cho nên không quan tâm tới cái vấn đề đăng kiểm. Quý anh chị nào mà mua mình đã bao đăng kiểm cho quý anh chị rồi. 1,9 tấn hả anh? Xe này là 1,9 tấn hạ tải. Và xe này hạ tải còn có 1,5 tấn thôi, 1,6 tấn thôi. Thùng kín, thùng dài Mitsu. Đời 2007 có máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Xe này thì giá cực kỳ yêu thương cho quý anh chị. 145 triệu. Quá rồi. 145 triệu. Về anh chị chở vài tháng rồi lấy lại vốn. Ừ. Nếu mà đi dòng Mitsu này chỉ có 140 mấy nếu đi dòng Mitsu là cực kỳ luôn á chứ. Cái em này có là đầy đủ Isuzu luôn. Anh. Đúng rồi. Cái xe này là xe Isuzu đời 2005. Xe Isuzu 1,7 tấn đời 2005 đó. À. Thùng dài 4,5 m nha, thùng kín, bữa cửa mở hông, bao đăng kiểm mới. Bao đăng kiểm xe này mà sao nó đang còn tem zin anh, xe nó sao đẹp vậy? À, xe này zin hết cả xe đang còn tem zin này bà đúng con rồi, à. Đúng rồi, à, còn tem zin hết.
Đấy, đang còn tem zin xe này đẹp lắm á. Đời bao nhiêu anh? Xe này đời 2005 máy 4.3 nha, máy lớn nha, máy 4.3 máy lớn rồi. Bao tiền anh? Xe này thì để lại cho quý anh chị là 125 triệu thôi. 125 triệu. À, thế còn em này là thôi, con này đang dọn bỏ qua đi. Lúc nào dọn xong rồi tính. Cần ký cho anh chị đây, vô đây. Ôi giời ơi, 8 triệu, 10 triệu. Đây, như con này là 8 triệu đây này. Nói chung là con này là em bán phế liệu. Chạy thì 8 triệu máy nổ đúng không anh? Không, xe này máy không nổ rồi. Cái này về tận dụng đồ dễ thôi. 8 triệu tới này, cái này cân ký mà nó mấy trăm ký rồi. Nhưng mà này mình... nó 600-700 ký rồi cho nên chỉ có bán 8 triệu thôi. Nhưng mà khổ nỗi là mình ưng cho nổ là vẫn nổ được đúng không? Không, ưng cho nổ thì cái máy xe ở bên này. Bên này nè. Đây, 15 triệu. 15 triệu là nổ máy, cái này là em bao nổ máy, máy chạy cực kỳ ngon. Riêng sơ sơ mà em đổ vô em làm cái máy này là hết 10.200.000 tới thời điểm này. Là cái máy không? Xin thưa bà con, máy nổ còi kêu bốn bánh quay đều là ok rồi. 15 củ khoai. Chạy lòng vòng ở trong thôn, trong xã hay là đi vợi hàng á, quý anh chị đi vợi hàng 15 triệu. Xe Isuzu, quên, Suzuki nha. Xe này còn đời nhưng mà em bỏ đăng kiểm luôn, không xe đăng kiểm. Bán y cũng như vậy. Anh chị cần cái mẫu xe phế liệu về chạy trong làng, trong còn cái này là 8 triệu. 8 triệu về thế quý anh chị nào có máy khác gác vô cũng được. Đây, cái xe này là rồi, mấy xe này đang đóng thùng dở cho nên chưa có giá ha. Rồi tiếp tục xe này có khách cũng đặt dầu luôn rồi. Rồi bây giờ xe này nè. Đúng giờ tiếp không bây giờ phải... Vinasuki chồng đi vào đấy nè. Cái không, nếu mà để mà nói tới câu chuyện thật sự là mình nhiều khi bây giờ cũng giống như nhiều khi bây giờ mình đặt cương vị như là anh Phạm Nhật Vượng sản xuất ra những cái xe VinFast, với lại ngày xưa mà anh Võ Hoàng Huyên này, nên là đúng phải nói là nhân tài đất Việt của người Việt Nam mình. Đúng khi anh sản xuất ra cái xe này mới nói câu chuyện là người Việt Nam mình mới có cái xe để đi cái thời đó. Nhưng mà tới nhiều khi mình để nói tới cái câu chuyện mà nó sâu quá thì nó lại, nhưng mà đúng phải nói một nhân tài đó, một anh Vinasuki. Không phải là mình có xe Vinasuki mà mình cứ ca cẩm vào Vinasuki đâu, nhưng cái này là thực tế nha quý anh chị. Có rất nhiều chiếc xe Vinasuki nhưng mà chạy, giữ xe, chăm xe chạy thì tới thời điểm này chạy cực kỳ ngon. Đúng rồi. Cũng đơn cử giống như cái xe máy mà máy Vinasuki mà máy phao nha. Máy cực kỳ ngon, cứ chạy lì mà chạy hoài, không đúng bao rồi. Giờ sửa nữa nha quý anh chị. Riêng cái xe này máy 3.200, máy lớn nha, máy 3.200, 1.7 tấn. Mấy trăm anh? Xe này 1.4 tấn. Mấy trăm? Trời ơi, cái xe này có mấy chục triệu à? Xe bao đùng mà có mấy chục triệu thôi hả? 68 triệu bao đăng kiểm mới luôn. Mà nguyên cái thùng nha. Đây nè, nguyên cái thùng là 5 bựng mỡ hông sàn đấy nóc luôn. Vậy thì cái này cần cỡ cái thùng mà xe 2 tấn rưỡi đời cao không bằng. Rồi. Xe thùng mà 2 tấn rưỡi đời cao không bằng. Nguyên cái thùng này đóng không mấy chục triệu rồi. Tính ra nếu mà đã vác tiền đi đóng một cái thùng là đúng một cái thùng thôi, còn nhiều chiếc xe là cho. Nhưng mà mình nói vậy cũng là nó không chuẩn lắm. Tại vì xe, toàn bộ cái xe cũng tùy theo giá trị ha. Tại vì cái thùng thì nó gác theo xe, chẳng qua là cái thùng nó đẹp thôi. Thì đầu cabin á, nó bù lại cái đầu cabin, nói chung là nó không được xuất sắc. Nhưng để mà sở hữu 68 triệu, quý anh chị cầm một 68 triệu để sở hữu chiếc xe này. Đúng rồi. Xin lỗi chứ chạy chưa hết cái đăng kiểm đã lấy lại xe. Đúng rồi, rõ ràng. Còn có những... Em lại cứ tưởng đâu là mấy trăm. Có một người nói ở trên kênh là nói mày điên hả? Một tháng làm gì có 10 triệu. Xin lỗi quý anh chị, cái này là em nói là nói công bằng nha. Em nói ở đây nếu có hàng. Còn quý anh chị mua xe về bỏ ở nhà em không tính, đúng không? Chứ còn bây giờ mình xét xe theo đi. Đi làm công nhân tháng đã 10 triệu rồi. Em nói chuẩn không? Đi làm công nhân tháng 10 triệu rồi. Không. Chứ đừng nói là bỏ ra tiền mua một chiếc xe tải mà chiếc xe tải để chở hàng. Không, anh tính như vậy trên được. Trên em nó đi làm, bây giờ anh đi rửa củ lang, rửa củ khoai thôi, ngày nó kiếm 400-500 ngàn rồi. Bây giờ mình phải bỏ tiền ra mình đi mua nó về để mình sử dụng rồi mình kiếm thêm thu nhập nữa. Thì cái đó điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên phải kiếm hơn 10 triệu chứ làm sao mà 10 triệu. Đúng rồi, phải hơn chứ. Nhưng mà cái anh này nghĩ, mình đang nghĩ, chắc anh này anh đang ngồi ở nhà anh bấm máy thôi. Anh lướt thôi. Cho nên có lẽ là anh không kiếm ra tiền được. Anh kêu mày điên hả, một tháng làm gì kiếm ra 10 triệu. Đấy. Đấy mới là căng. Nhiều khi bà con vô xem chuẩn bị mua một cái xe khởi nghiệp, nghe cái anh nó nói bắt đầu á, nó bị bâng khuâng, nó không biết tính toán như thế nào. Không. Nhưng mà hãy lăn ra mà làm đi. Chưa có cái việc nào mà tự ngồi ở nhà có người vác tiền tới tặng cho quý anh chị. Các cụ nói rồi, làm mà không tính là làm đến suốt đời thôi. Đấy, mình phải tính. Hàng mình chở cái gì, mình chở cho ai,
ngày kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vậy bỏ tiền ra thu về. Chứ bây giờ nếu mà bình thường nhưng mà không suy nghĩ được như vậy thì đặng thà anh chị đi về làm thuê làm mướn tháng kiếm chục triệu khỏe, không phải suy nghĩ nhức đầu. Đúng rồi, nhưng mà đầu. Kinh tế thì nó không bao giờ phát triển được, cứ bình thế thôi. Rồi trái gió trở trời bắt đầu, anh ơi cho em mượn tí, ráo mồ hôi hết tiền. À, thế thôi, ta kêu ráo mồ hôi là hết tiền. Thôi lâu lâu nhiều chuyện tí. Đây. Mong quý anh chị đừng gạch đá em mà tội nghiệp nha. Ôi, cái xe này sao mà tên lạ lạ anh? Cái gì là cái này là cái GAD, cái dòng GAD, cái này là cái tem là tem vậy nhưng mà nó là gọi chung là cái xe phao á. Cái xe phao, máy phao. Xe này thùng dài 4 mét mấy luôn nha. 4 mét mấy luôn. Tải trọng tấn 25 thôi. Bao tiền anh? Đời 2008. Rồi 68 triệu. À, 608 triệu luôn, bán luôn. Rồi. Đó, 6868. Đăng kiểm hết được, có bao đăng kiểm không hay là bao luôn. Về tự đăng kiểm. Chiếc nào mà hết đăng kiểm là bao đăng kiểm luôn. Rồi. Thaco tiếp tục. Cái này là Thaco Photon 2,5 tấn. Hạ tải còn 2,2 tấn thắng hơi nha quý anh chị, thắng hơi nha. Cái xe nhỏ này mà thắng hơi luôn anh. Xe này thắng hơi 2,5 tấn mà trèo đèo lội suối thắng hơi là ok luôn. Bao tiền? Xe này để lại cho quý anh chị 85 triệu. Từ khi mà em kêu 90 mấy triệu ấy, giảm từ từ. Giảm à. Nhưng mà bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn nha. Bao đăng kiểm mới luôn. Cái này như biển số mới không anh? Biển số mới đúng rồi. Biển số mới à? Biển số mới chưa bắt vít mà chưa bắt luôn. Đây. Rồi tiếp tục đây thì đằng bên kia còn vài cái xe thì rồi xong rồi. Nói chung là đã tạm thời là giới thiệu xong hết cái dàn xe của bên em rồi đó. Rồi. Thì chẳng hạn như là anh chị có cần mua những cái xe về để bán kiếm lời, liên hệ anh Hiếu. Và anh chị cần một cái video chi tiết bất cứ cái xe nào từ nãy giờ em Trung giới thiệu và anh Hiếu giới thiệu thì liên hệ vô số 0977 317268 317268. Cần video chi tiết đó. Anh ô tô Bùi Hiếu, anh chị qua kênh YouTube ô tô Bùi Hiếu Đồng Nai. Đó anh chị tham khảo và những cái xe đã có video chi tiết trên cửa hàng. Đúng rồi. Thì trên kênh ô tô Bùi Hiếu Đồng Nai đó là em có quay chi tiết tất cả các xe. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ xin gửi hoặc là gọi cho em. Thì em sẽ gửi tất cả các cái clip chi tiết cho quý anh chị tham khảo trực tiếp cho nó tiện. Hoặc là em mời tới cái địa chỉ của em, cái bãi xe của em nha. Là 21-23 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngay Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp. Còn nếu mà quý anh chị nào mà đi đường quốc lộ đó là nó gần Bùng Binh Tam Hiệp nha, Biên Hòa. Rồi. Thì thôi, cuối video thì em Trung một lần nữa chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha. Rồi, em Bùi Hiếu cũng kính chúc quý anh chị luôn luôn thành công, luôn luôn phát triển trong công việc. Và đặc biệt gặp được nhiều may mắn. Em Bùi Hiếu và ô tô Quang Trung, xin chào.